Trâm Anh một lần nữa gặp Trâm Anh. Bắt đầu với câu chat quen thuộc như bao người hay hỏi. Nhận thấy Mít bạn chuẩn bị lên rồng ganh, Trâm dọn lính nhanh sang ngồi sẵn bài phục trước. Mít bạn đâu chả thấy thì gặp ngay Trâm Anh. Trâm hỏi mày là ai thì họ trả lời tao là mày. Cởi đồ mày ra. Mày là ai? Tao là ông nội mày. Tránh tao được tao đi. Ôi bạn ơi. Trâm tức quá dồn cho phát thì người ta bỏ chạy những xui là vẫn không qua khỏi. Mình thì giờ không còn nick nào tên Trâm Pha Ken nữa. Tại vì mình đổi tên thành Trâm đã căng cả năm rồi. Nhiều bạn chưa cập nhật xem video mới nên khi gặp cũng tưởng là Trâm Anh. Sinh ra cái tốc biến làm gì vậy gà? Chơi game phải khô máu chứ tính chạy làm gì? Lại nể mày luôn đó Mít, thoát chết mà không về. Có Trâm Anh ngồi bên mà không bảo kê được. Tí nữa thì cứ triệu Vân nó sang tìm mình, hên quá. Ép luôn cái trụ này để mà di chuyển cho đỡ lộ. Lại là Khứa Triệu Vân, tướng này mới được tăng sức mạnh nên giờ vào game gặp nhiều, mọi người có thể test thử xem, hình như bây giờ nó phù hợp với trang bị thiên về tanh như thời game mới ra mắt. Lần này thấy Triệu Vân ở trên, mình lên ngồi đây nốt chờ nó về. Suy đoán là về ăn tắc kè rồi qua đây là Trâm xịt xịt. Nhưng mà không, nó ăn xong nó để tiếp kìa. Vậy thì khỏi về, cho về mà không về thì ở lại. Pha này vì ham con lính mình bỏ lỡ chuyến xe về nhà, đến khi bắt xe về lại thì không kịp nữa rồi. Nhìn cái dáng đần thối đội quần chưa? Mà cái skin dầu y mới không quen, chứ mấy cái bộ kia thì nhận ra liền. Bay đến nơi vừa được có một mạng, cũng tạm ổn. Ép tiếp trụ này luôn nha. Thôi về ăn tả mấy cu, chưa win được đâu. Bọn này hội đồng nhanh phết, nó bay vào SP ném chiêu, chơi mất dạy quá. Hút quái tí máu rồi lên thủ. Bán gì vậy? Vãi thiệt chứ, nó cho phát đi luôn, chưa kịp làm gì.
Lúc này lính lên tận nhà, Zoe kêu lên. Mình bay lên cùng, ý định cũng để câu kéo bên này bên kia lấy trụ cuối thôi mà bọn này nó dí chết luôn. Làm Trâm anh bực rồi nha, đầu năm đầu tháng cứ chọc Trâm phải căng, nhưng dù sao cũng lấy được ba đường rồi. Triệu Vân giờ nó có cái nội tại gì mà nổ sát thương chuẩn liên tục hay vãi, đánh tanh rút máu nhanh lắm. Tâng bốc đủ rồi giờ chết nè. Bướm bên kia đã bị dính trường, chất độc sẽ phát tác sau 3 canh giờ nữa. 2 3 Biết vì sao lên trượng băng không thì xem tim bạn nha. Gặp John với Theo hay mấy đứa đi bộ cứ lên trượng băng, cho thêm 4 chân chạy cũng không kịp. Căng là đúng, do vậy mới đặt tên Trâm đã căng để nhắc nhở tim bạn đừng làm Trâm nóng. Giờ Nata build đồ không nhiều như trước nữa, ví dụ lên cái xuyên tâm lệnh này trận này cũng hòn mà không đủ hồi chiêu, thành ra món trấn phái giờ chủ yếu trượng hỗn mang phù hợp đa số. Còn cái món vương hiền chiết thì nó tuy nhiều xuyên giáp nhưng phải tích đủ tầng, nhưng lại bị giảm công phép thua hai món kia nên mình ít khi dùng. Còn ulti chưa dùng mà mày làm như dễ ăn vậy. Thế là trận đấu giữa Trâm Anh với Trâm Anh cũng dừng tại đây. Bạn nào cần tìm mua nick Liên Quân thì nhắn vào fanpage Trâm Anh 5 phút cho mình nhé.